cửa hàng này đã từng trông như thế này vào năm trước cải tiến. Hiện tại, cửa hàng trông như thế này. Chi phí cải tạo một bất động sản như thế này tốn khoảng 8.000 đô la và khoảng 30.000 đô la cho các bất động sản nằm ở góc hoặc nhiều địa chỉ. Nhưng điều tuyệt vời là chủ sở hữu chỉ cần trả 50% chi phí cho những cải tiến đạt chuẩn. Xin chào, tôi là Marcel Price, giám đốc cao cấp tại đội hành động doanh nghiệp của thị trưởng. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cách thành phố Philadelphia có thể giúp quý vị cải thiện hoạt động kinh doanh của mình, tiếp cận các nguồn tài chính và nhận hỗ trợ kinh doanh trực tiếp. Là một phần trong nỗ lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh và các khu vực thương mại sôi động ở Philadelphia, Bộ Thương mại đã tạo ra chương trình cải thiện mặt tiền cửa hàng và chương trình camera an ninh doanh nghiệp. Chương trình cải thiện mặt tiền cửa hàng sẽ hoàn trả cho những người đăng ký cải tiến mặt tiền các cửa hàng và cơ sở kinh doanh nằm ở mặt tiền trên các hành lang thương mại đủ điều kiện. Họ có thể nhận được tài trợ 50% cho chi phí cải tiến. Tổng số tiền lên tới 10.000 đô la cho mỗi doanh nghiệp cho một cơ sở và lên tới 15.000 đô la cho cơ sở nằm ở góc hoặc có nhiều địa chỉ. Một số ví dụ về các cải tiến đủ điều kiện: trát mạch cho gạch đá, sơn ngoại thất, cửa sổ, kính, cửa ngoại thất, ánh sáng bề mặt ngoại thất, lưới an ninh trong suốt, biển hiệu và nóc, mái hiên. Kể từ khi bắt đầu vào năm 2009, chương trình cải thiện mặt tiền cửa hàng hay còn gọi là SIP đã giúp hơn 830 chủ doanh nghiệp trang trí mặt tiền cửa hàng. Và kết quả thật ấn tượng. Cửa hàng của quý vị có thể là nơi tiếp theo đấy. Xin lưu ý rằng nếu quý vị cần trợ giúp để đăng ký, hãy gửi email đến sip@fila.gov để được kết nối với chuyên viên quản trị quan hệ. Họ sẽ liên hệ trực tiếp và hướng dẫn về quy trình đăng ký chương trình cải thiện mặt tiền cửa hàng. Ngay cả một khoản đầu tư nhỏ vào ngoại thất của bất động sản cũng tác động rõ rệt đến hoạt động kinh doanh cũng như khả năng thu hút khách hàng mới của doanh nghiệp. Đại đa số người tham gia SIP nhận thấy số lượng khách hàng lần đầu của họ đã tăng lên. Một con số thậm chí còn lớn hơn đã làm tăng tổng doanh số bán hàng. Và SIP cũng giúp ích cho các doanh nghiệp lân cận. Các doanh nghiệp lân cận được hưởng lợi từ việc tăng lượng người qua lại. Sự cải thiện tổng thể của khu vực mang lại niềm tự hào và đánh giá cao của người dân đối với các doanh nghiệp, chủ sở hữu bất động sản, khách hàng và du khách gần đó. Các doanh nghiệp cũng có thể tận dụng chương trình camera an ninh doanh nghiệp của thành phố. Họ có thể được tài trợ lên tới 75% tổng chi phí camera an ninh đủ điều kiện, lên tới 3.000 đô la cho một tài sản thương mại. Việc lắp đặt camera an ninh bên ngoài trong khuôn viên doanh nghiệp không chỉ bảo vệ tài sản thương mại, khách hàng và nhân viên của quý vị, mà còn có thể giúp ngăn ngừa tội phạm. Các doanh nghiệp sử dụng chương trình camera an ninh doanh nghiệp phải đăng ký camera của mình với cơ quan đăng ký SafeCam. Điều này cho phép cảnh sát liên hệ với doanh nghiệp để xem cảnh quay trong trường hợp xảy ra tội phạm và giữ an toàn cho mọi người. Từ đó có thể giúp tăng cường hoạt động kinh doanh trong khu vực. Đăng ký camera trên SafeCam chỉ mất vài phút và hệ thống sẽ không cho bất kỳ ai quyền truy cập trực tiếp vào camera hoặc video của doanh nghiệp. Nếu quý vị quan tâm đến bất kỳ chương trình nào trong này, thì có thể đăng ký trực tuyến tại fila.gov/commerce. Đội hành động doanh nghiệp của thị trưởng là đầu mối liên lạc đầu tiên dành cho các chủ doanh nghiệp và doanh nhân ở Philadelphia. Những người quản lý dịch vụ đa ngôn ngữ thương mại có thể hỗ trợ quý vị điều hướng các chương trình của thành phố cũng như trong suốt quá trình đăng ký. Thành phố Philadelphia cũng cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí khi quý vị cần trợ giúp hoặc thông tin từ cơ quan của thành phố. Để biết thêm thông tin và hỗ trợ trực tiếp nhằm phát triển doanh nghiệp, hãy liên hệ với đội hành động doanh nghiệp của thị trưởng qua email business@fila.gov hoặc gọi tới số 215-683-2100.